Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Lộc. Và hôm nay Lộc muốn làm cái video để chia Hôm nay Lộc muốn làm cái video để chia sẻ với các bạn về cái vấn đề, đó là cái đạo Tin Lành của chúng ta nó ảnh hưởng như thế nào đến việc kết hôn, đến tình yêu và hôn nhân của các bạn chưa có người yêu hoặc là chưa kết hôn, đó là ảnh hưởng đến giới trẻ. Thì trong những năm tháng vừa qua, Lộc thấy có rất nhiều các cuộc hôn nhân trong đạo Tin Lành của mình nó xảy ra và nó đưa đến một cái kết thúc nó không được là tuyệt vời như mong đợi. Và điều này đã xảy ra để chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều là những con người, và những con người thì đều không có sự hoàn hảo. Mặc dù là trong tôn giáo hoặc là ngoài tôn giáo, mặc dù là tin kính hoặc là không tin kính, thì đều xảy ra những điều không may và không mong muốn. Nhưng điều thật ra ở đây là Lộc muốn làm cái video này để thay đổi một chút nào đó, ảnh hưởng một chút nào đó cái sự tư duy đến các bạn là những người tin kính, là người tin Chúa Giêsu, thì sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định để nó thay đổi những cái quyết định trong tương lai của các bạn. Thì thật ra đấy, thì có một số người nói với Lộc rằng là theo đạo làm cái gì để cho cái việc kết hôn nó trở nên khó khăn, theo đạo làm cái gì để lấy vợ, lấy chồng nó khó ra. Có một số người đã nói với Lộc như vậy. Và có phải thật sự là theo đạo nó khiến cho người ta khó hơn, khó lấy vợ lấy chồng hơn hay không? Thì thật ra thì Lộc tin chắc rằng tất cả những người sống trên đất này, ai ai cũng mong mình tìm được một nửa hạnh phúc và luôn luôn sống hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Và đấy là cái ước mong của mỗi người, không phải là người theo đạo hay người không theo đạo, hay là người tin kính hay không tin kính. Tất cả đều có cái ước mong này, một ước mong rất là bình thường của một con người khao khát được hạnh phúc. Thì thật ra thì mình muốn chia sẻ rõ ràng với các bạn, đó là người khó vẫn khó, người dễ vẫn dễ. Ở đây thì các bạn biết là có những người người ta lấy hai ba vợ, có những người vẫn đơn côi, có những người dễ dàng tìm được tình yêu của mình và tận hưởng cái gọi là tận hưởng cái gọi như là số hưởng ấy, kiểu như vậy. Nhưng mà có những người thì cái hôn nhân của họ nó không được perfect, nó không được hoàn hảo. Thì người đời cũng như vậy, mà người tin Chúa cũng như vậy. Chỉ có những cái tôn giáo họ không kết hôn thì không nói làm gì, đúng không? Nhưng cái tôn giáo là có kết hôn nó xảy ra vấn đề rất là đau đầu, bởi vì hôn nhân nó là cái điều đau đầu nhất. Nó tạo lên một gia đình độc lập mà hai con người sống với nhau và sự thuận phục lẫn nhau. Thì ở đây mình cũng chia sẻ với các bạn, đó là không phải là theo đạo nó khiến cho cái việc hôn nhân nó khó hơn. Việc khó hơn hay dễ hơn là do con người theo đạo, chứ không phải là do đạo. Việc hôn nhân nó không liên quan gì đến đạo cả. Cái việc hôn nhân nó là việc của con người. Và trong hôn nhân thì đạo nó có những cái quy tắc riêng và quy tắc chung. Thì thật ra thì cái quy tắc riêng là những cái quy tắc như là lễ nghi thôi, như là lễ nghi để mang tính chất của đạo thôi. Còn quy tắc chung thì các bạn phải biết là như là không ngoại tình này, không yêu hai ba người, không lăng nhăng này, hay là không quan hệ XYZ trước hôn nhân này. Thì đấy là những quy tắc chung. Còn những quy tắc riêng như là lễ này, mình làm lễ ở nhà thờ, mình tuyên thề với nhau này, rồi là các thứ, rồi là mục sư dẫn lễ phải làm các việc gì thì đó là cái phần lễ thôi. Thì đấy là quy tắc riêng. Nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là có một số người ấy, cứ khi nhắc đến việc yêu đương và hôn nhân thì họ lại nhắc lại cái câu kinh thánh của thánh đồ Phaolô đã từng nói, đó là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì là một người tin kính và một người không tin kính thì làm sao lại hòa làm một được? Không, làm sao lại hòa làm một được? Ai lại đi hòa cái xấu với cái tốt? Thực ra thì cái câu là chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin ấy ăn sâu rất nhiều trong cái lão của tất cả các bạn trẻ, và Lộc biết cái điều này. Thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn để các bạn tư duy thay đổi, đặc biệt trên cái câu kinh thánh này, đó là đừng bao giờ lúc nào cũng áp dụng cái câu kinh thánh này một cách chăm chăm và sai khiến người ta theo ý của mình, hoặc là tự mình dằn vặt mình theo cái ý của câu kinh thánh này. Thật ra khi mà nhắc đến cái gì là lời Chúa, cái gì là ở trong kinh thánh, thì mọi người cảm thấy sợ lắm, mọi người phải đắn đo, phải suy nghĩ là tôi phải là làm cho nó đúng lời Chúa. Nhưng mà thật ra thì mọi người đâu có hiểu hết và rõ ràng lời Chúa để mà hiểu theo đâu. Thì thật ra thì cái vấn đề thứ nhất là chớ mang ách chung với người chẳng tin là đúng và nó không sai. Và đó là điều kinh thánh nói, và thánh đồ Phaolô đã nói
một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong Đạo Tin Lành chúng ta, đó là Thánh Đồ Phaolô đã nói cái điều này, thì đó là đúng. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là không phải các bạn lúc nào cũng áp dụng chăm chăm như vậy thì nó sẽ thành ra hỏng. Thứ nhất là cái việc mang ách chung người chẳng tin, ở đây Thánh Đồ Phaolô khuyên đó là một người tin kính thì không nên kết hôn, không nên kết hôn với người không tin. Tức là cái người tin thì không nên kết hôn với người không tin. Ở đây nhá, các bạn biết là không phải là kết hôn với người chưa tin khác và người không tin khác. Việt Nam mình có từ chưa và từ không. Người chưa tin Chúa khác và người không tin Chúa khác. Người không tin Chúa là bạn đã nói về Chúa cho họ nhưng mà họ nhất định họ không tin. Đấy, thì ở đây là chắc chắn là không kết hôn với người này. Nhưng mà là có một cái người nữa, đó là cái người chưa tin Chúa. Bạn đang thuyết phục, bạn đang mới làm chứng. Cái người này người chưa tin Chúa thì bạn có nên kết hôn với người này không? Thì cái việc là đa phần các mục sư và tất cả mọi người đều trả lời đó là chờ đợi nếu như người này có một đức tin tin kính thật, có một cái thái độ tin kính Chúa thật thì chúng ta sẽ kết hôn với người đó để cho chúng ta cùng mang ách với người cùng tin. Thì thường là những người theo đạo yêu một người ngoài thì bắt họ hay là dẫn họ đến học đạo như mình và trở thành tín đồ hội thánh thì lúc đó mới cưới nhau, thường là như vậy. Thì đấy là cái vấn đề của đạo, nó tạo lên một cái gọi là người ta nói là khó kết hôn là vì cái vấn đề như thế, thì bởi vì nó mang cái ách của kẻ chẳng tin. Thì còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề yêu đương thì có một số người thì rất là thánh khiết thì nói rằng là đằng nào thì cũng không cưới nhau, đằng nào thì cũng không, người ta là người chưa tin hay là người không tin ấy, thì đằng nào tôi cũng không lấy cái người chưa tin hoặc người không tin thì cũng tôi cũng không muốn cưới họ thì tôi cũng không yêu họ. Thì thật ra thì nói chữ yêu là cái gì mà chúng ta lại dám mở mồm ra là yêu hay không yêu, thì ở đây nói nó rất là khó nói, giải chương trình nó rất là bấn. Thì mình chỉ nói như thế này, đó là cái vấn đề ở đây là các bạn có quyền nhé, được yêu cái người không tin hoặc được yêu cái người chưa tin. Nói đúng là cái chữ yêu bằng cái ngôn ngữ Việt Nam, bởi vì Việt Nam mình có một cái từ yêu là yêu chó, yêu mèo, yêu động vật, yêu cây cối, yêu nhà, yêu tất cả mọi thứ đều dùng một cái từ yêu này. Nói đúng là một từ yêu này, hay được các bạn được thầm thương trộm nhớ, hay được phải lòng, hay được yêu một cái người chưa tin kính hoặc là không tin kính, các bạn có quyền làm điều đó. Nhưng mà không nên làm một việc đó là lấy người đó, yêu khác và lấy khác. Và nếu như một ngày nào đó họ nói thẳng là nếu như anh bỏ Chúa hay là em bỏ Chúa thì chúng ta mới kết hôn, thì tốt nhất là cái người đó đấy bắt bạn bỏ Chúa để có họ đấy, thì tốt nhất bạn bỏ họ chứ đừng bao giờ bỏ Chúa đấy. Vì bạn bỏ Chúa thì bạn sẽ mất tất cả đấy. Thì nói vì bạn bỏ Chúa tức là bạn bỏ nước thiên đàng, bỏ sự sống đời đời, bỏ đi cái niềm tin ban đầu và sự tin kính của mình, thì cái điều đó là sai. Thì chắc chắn là sẽ không mang ách chung với người chẳng tin là như vậy. Thì đấy là điều thứ nhất. Còn yêu thì các bạn cứ yêu thoải mái, nhưng mà cái vấn đề yêu nó lại dừng ở cái vị trí đó là cái người đời bây giờ yêu nó là một cái hình thức dục vọng mà thôi. Đa phần là mình thấy là yêu là dục vọng, chứ họ không có mang cái chất là yêu là xây dựng gia đình rồi này khác. Đa phần là toàn là dục vọng xong rồi bắt buộc phải cưới thôi. Thế thì mình thấy là nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cho với cái đức tin của chúng ta. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là muốn chia sẻ như thế này, là cái câu kinh thánh nó nói rằng đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin, tức là nói với người tin rằng đừng cưới người không tin. Thì vậy bạn thử nghĩ lại xem, cái người không tin Chúa đấy, họ có muốn lấy cái người tin Chúa không, đúng không? Cái người không theo đạo, họ có muốn lấy cái người theo đạo không? Thường thì những cái bạn trai mà không theo đạo ấy, thì thấy những bạn gái xinh đẹp trong đạo thì là đến tán tỉnh, và khi mà tán được rồi ấy, thì coi như là bỏ đạo rồi là lịnh bợ rồi là dẫn dỗ và trốn mất. Thì đấy là cái hình thức mà cái câu kinh thánh này nó mang cái sự cảnh giác. Và mình cũng gặp rất là nhiều người đã rơi vào cái trường hợp này rồi, nó là bị gọi là bị trai lừa. Con gái thì yêu bằng tai nhưng con trai thì họ yêu bằng mắt, thì cho nên là bị trai lừa là bị trai lừa là vì như vậy. Nhưng mà thật ra thì chính tại những cái người nữ đó họ cũng không có một cái đức tin mạnh mẽ và sâu sắc với Chúa. Thì nói ra thì nó rộng, nhưng mà nói ngắn lại thì các bạn phải tưởng tượng xem cái người không tin đạo, cái người không theo Chúa, họ có thật sự yêu các bạn hay không? Họ thật sự yêu các bạn hay không? Họ có thật sự muốn lấy các bạn hay không? Đấy, nếu như họ thật sự lấy, họ thật sự muốn yêu ấy, thì họ sẽ sẵn sàng tôn trọng cái tôn giáo của chúng ta. Vì thật ra Lộc thấy rằng là đa phần bây giờ đấy, con người thường không yêu nhau giống như kiểu ngày xưa cụ yêu nhau. Mà con người bây giờ sống theo cái hình thức là sống tự do,
muốn sự tự do. Ngay cả thì các bạn bè của Lộc ấy, họ cũng không muốn kết hôn đâu, có những người họ không muốn kết hôn, họ muốn sống cuộc sống, sống tự do. Bởi vì là khi kết hôn vào nó chỉ đáp ứng được cái nhu cầu, đó là nhu cầu có đôi có lứa, có cái tình dục qua lại thôi, thì nó chả giải quyết vấn đề gì. Mà họ thì không tin đạo nên là cái tình dục họ thoáng lắm, cho nên là nó bị gọi là nó bị là họ không muốn kết hôn vì như vậy. Bởi vì kết hôn vào bị ràng buộc nhau, hai người bị ràng buộc nhau. Nhưng bây giờ nhá, đáp ứng được nhu cầu của dục vọng rồi mà không cần phải kết hôn thì có phải là thoải mái không? Mà nếu như muốn có con ấy thì họ gọi là cứ sinh nhằng một đứa hoặc là đi xin về nuôi là xong, đúng không? Thì cuộc sống nó bây giờ nó thay đổi, nó lại như vậy cơ, nó lại bị lệch như vậy. Thế lâm ra nó khó, cái đạo của mình nó mang cái tính chất như vậy. Thì thật ra là đây là cái người theo đạo của mình nó đang bị gọi là bị nép vế, bị lệch rất là nhiều. Nó sống trong cái xã hội nó càng thay đổi thì chúng ta càng muốn giữ những cái lẽ đạo cũ thì nó lại càng khó. Nhưng mà những cái đấy nó lại là cái đúng, mà cái sai thì nó lại phát triển rất là nhanh. Thì cho nên là đâm ra nói ra thì chúng ta rất là khó. Bởi vì là cái người ta cứ nói là theo đạo làm gì để khó lấy vợ lấy chồng. Nhưng mà cái vấn đề là lấy vào nó có hạnh phúc hay không đấy, lấy vào nó có ra một cái như mà người ta ước mơ hay không, nó lại ra cái gì khác đấy. Bởi vì là đâm ra là có những người ấy, họ chỉ thấy là mình ế lâu quá, mình ở vậy lâu quá rồi, bao năm rồi vẫn còn cô đơn gối chiếc, nhìn lại thì thấy tiếc nên là cứ yêu đại một người. Cho nên là nó tạo ra một cái vấn đề, đó là những cái cuộc hôn nhân tuy rằng có đạo, tuy rằng có Chúa thì nó vẫn cứ không được là tuyệt vời và bị hỏng. Thì trong cái vlog này Lộc muốn là chúng ta là người lãnh đạo thì chúng ta hãy nên đặt đạo, đặt cái tôn giáo, đặt cái tình yêu Chúa, đặt cái đức tin và đặt cái sự công chính lúc giờ lên hàng đầu, lên hàng đầu. Và chúng ta đi những cái điều dục vọng tại thế gian này, những cái điều ham muốn, những cái điều đó là điều bình thường, nhưng mà nó ham muốn nó quá nó sẽ trở nên khác thường đấy, thì đâm ra là nó hỏng. Thì để làm rõ cái vấn đề này thì Lộc muốn chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện thực tế mà đã xảy ra trong hội thánh Lộc, cũng như là các hội thánh mà Lộc biết. Và những câu chuyện này, những câu chuyện thật, có thật. Thì câu chuyện thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn đó là câu chuyện về vợ chồng anh chị Tina Lưu. Các bạn đã biết ca sĩ Tina rồi đúng không? Chị Tina Lưu hát bài Chúa Đến Vì Yêu và đã nổi tiếng trong cái đạo tin lành chúng ta. Thì chị ta thì nói về cuộc hôn nhân của chị Tina Lưu ấy, thì đó là một cuộc hôn nhân rất là perfect và hoàn hảo. Cuộc hôn nhân này ấy, thì anh chồng của chị Tina Lưu là một người tin kính Chúa, yêu mến Chúa, nhưng mà ở cái mức độ bình thường thôi. Anh này không phải người hầu việc Chúa, cũng không phải người làm các công việc Chúa, mà chỉ là một tín đồ bình thường thôi. Anh này thì gia đình là tin Chúa ở trong miền Nam, và lấy chị Tina Lưu là người Hải Phòng. Và chị Tina đấy là không có tin kính Chúa trước khi lấy anh ấy. Và đến khi mà hai người cưới nhau ấy, thì chị Tina cũng biết là anh ấy là người theo đạo, nhưng mà chị vẫn lấy, nhưng mà chị không theo đạo. Mà hơn một năm sau cưới nhau rồi, có bầu rồi, thì chị mới theo đạo, mới tin Chúa. Và sau này các bạn biết là bây giờ, đến thời điểm bây giờ là chị Tina là trở thành người hầu của Chúa và người làm các công việc Chúa rất là tốt. Đấy, tức là người chồng của chị Tina rất là may mắn đã lấy được chị Tina. Mặc dù là lấy một người không tin nhá, các bạn nhớ là chị Tina là người không tin và anh ấy là người tin, đã lấy một người không tin và đã cảm hóa được vợ mình, đây là một cái hôn nhân rất là hạnh phúc, và nó là một cái hôn nhân may mắn, mình cho là hôn nhân may mắn. Và cũng có thể là anh ấy đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa và Chúa đã đáp lời cầu nguyện của anh ấy. Đó là cái ví dụ thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn. Ngay bản thân Lộc cũng ước mong là có được một cái hôn nhân giống như anh chị ấy. Đấy, mặc dù là mình chưa có đối tượng nào mình yêu là người chưa tin Chúa cả. Và mình tin rằng mình kể câu chuyện của anh chị Tina Lưu thì mình tin chắc là các bạn cũng ước mong là sẽ có được cái cuộc hôn nhân giống của anh chị ấy. Thì cái cuộc hôn nhân thứ hai là cuộc hôn nhân của hai người ở hội thánh Hải Phòng của mình. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái chị này, cả gia đình chị ấy tin Chúa và yêu Chúa. Chị ấy thì gần 30 tuổi rồi, 27, 28 rồi, vẫn chưa có người yêu. Thì bỗng một ngày kia có một anh ấy ở gần làng, gần nhà chị ấy, tin Chúa cùng với chị ấy. Thực ra là anh này anh tán chị ấy, nhưng anh tin Chúa cùng với chị ấy. Thì là anh ấy đi nhóm được hơn một năm, rất là yêu mến Chúa, tham gia các khóa học bồi linh và tăng trưởng, và tham gia cả những khóa học thần học sơ cấp. Tức là anh ấy yêu mến Chúa một cách thật lòng, xong rồi còn biểu diễn rồi nhảy múa và tham gia các công việc hội thánh rất là tốt, và khoảng trong vòng một năm làm công việc Chúa, tham gia các công tác của thanh niên rất là tốt như vậy.
thì cái chị này đã yêu anh ấy, tức là cái người này gia đình họ đã theo Chúa rất là lâu, nhưng mà khi gặp cái người này tin Chúa mới được 1 năm thôi, anh này yêu Chúa 1 năm. Thực ra là anh này yêu Chúa và tin Chúa là vì cái chị này thôi, nhưng mà anh ấy lại làm rất là tốt với công việc của Chúa, nên là chị này đồng ý yêu anh này. Thì lúc cưới nhau thì chị đã là 28 29 tuổi rồi, bởi vì cũng muộn rồi, nên là cảm thấy anh này rất là tốt thì cứ cưới. Nhưng mà đến khi cưới xong, các bạn biết điều gì xảy ra? Đến khi cưới xong, các anh chồng này bỏ Chúa luôn. Anh chồng này đúng cái câu mà người ta vẫn rêu rao, đó là lạy Chúa ba ngôi, khi có vợ rồi tôi thôi Chúa luôn, tôi thôi Chúa luôn. Đúng là rơi vào trường hợp này, anh bỏ Chúa luôn, anh không đi nhóm luôn, mất hình luôn, tức là không còn thấy đến hội thánh luôn. Và cái thời gian đầu ấy, anh còn dốt chị đi trong nhà, không cho đi nhóm, để vãi về sau hội thánh đến thăm rồi có lời ra lời vào, xong anh đó mới mới cho chị đi nhóm. Và đến bây giờ thì anh cũng không đi nhóm, mà trông chị bây giờ thì nó tàn hại hơn rất là nhiều so với thời chưa kết hôn, thì đâm ra nó tạo nên một cuộc hôn nhân rất là đáng sợ. Thì đấy là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, trưởng ban thiếu nhi của hội thánh, thì cô này làm việc rất là tốt, trong vòng rất nhiều năm rất nhiều người yêu mến, và 30, tức là cái khoảng dưới tuổi 30 ấy, thì cô có rất nhiều người theo đuổi, có rất nhiều người yêu mến Chúa và người tin kính Chúa theo đuổi cô ấy. Nhưng mà lúc này cô đang là trưởng ban thiếu nhi và cô đang hoạt động rất là tốt, thì cô ấy không nhận lời yêu của tất cả những người yêu Chúa này. Cô chỉ nói rằng là tôi cảm thấy những người này không hợp với tôi, và cô cũng nói rằng tôi muốn khát khao rằng sẽ lấy chồng là một người mục sư, là một người hầu Chúa. Và các bạn biết là cái người nữ này ấy, thì khao khát là họ muốn lấy một cái người chồng có một cái thuộc linh đức tin ấy, có một cái thuộc linh trong Chúa lớn hơn cô ấy. Cho nên là có những người tán cô ấy, có những người tìm hiểu cô ấy là những người có điều kiện về tài chính và cũng là người yêu Chúa, tin kính Chúa, nhưng mà cô ấy không đồng ý, bởi vì cô chỉ muốn là lấy một người hầu vì Chúa, một người có một cái am hiểu về Chúa, là một người để cô ấy cũng gọi là bước vào cái chức vụ hầu vì Chúa. Thì các bạn biết là cái con gái thì nó trôi qua rất là nhanh, thì qua tuổi 30 khó lấy chồng lắm, bởi vì những cái người đàn ông ấy họ nhìn thấy phụ nữ mà ngoài 30 chưa có chồng ấy, thì họ cũng không muốn tán nữa, bởi vì trước đã từ chối họ rồi thì sau này họ sao muốn tán nữa. Thì cái nhất, cái thứ hai là có những người thì họ cũng đã có vợ rồi, cho nên họ cũng không để ý đến nữa. Thì cô gái này cứ chạy dài như vậy đến khi ngoài 35 tuổi không lấy được chồng, không lấy được chồng, bởi vì nó cứ khao khát lấy một người mục sư, lấy một người gọi là hầu vị Chúa, thì đâm ra là nó khó. Cái người hầu vị Chúa thì đâu có phải là dễ kiếm một người nó hợp với mình đâu, cho nên là nó khó. Nên là cái cô gái này đã bỏ qua rất nhiều các mối tình trước, và đến khi ngoài 35 tuổi rồi biết rằng là không còn ai xứng đôi vừa lứa với mình nữa, thì cho nên là gặp một cái người kia họ mai mối, thì là lấy luôn một cái anh đấy là kém 1 tuổi, anh ấy kém 1 tuổi mà anh ấy chưa biết về Chúa, chưa biết về Chúa cả, mà ngoài 35 rồi thì anh đấy lại kém 1 tuổi, thì đâm ra là hai người họ ế lâu rồi, thế là gặp nhau, thế là vồ vào luôn, thì cuối cùng bây giờ là mất 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 tích, mất hút luôn, gọi là không nhìn thấy nữa luôn đấy. Chứ đừng nói là lấy được người hầu của Chúa và người tin kính Chúa, thì đâm ra là nó khó lắm. Các bạn cứ chờ mong là mình phải lấy người có thuộc linh tốt để lấy thì nó khó lắm, mà các bạn phải rồi là nó sẽ hỏng đi cái chương trình của Chúa thôi. Nên là các bạn phải nhớ là thuộc linh tốt hay là không tốt thì nó phải cả cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ ước mong chờ đợi có cái tuổi trẻ này thì nó rất là khó. Nên là khi mà các bạn gặp một cái người, nếu các bạn gặp một cái người nào yêu bạn, thương mến bạn, tán tỉnh bạn, thì hãy trân trọng nó, trân trọng nó, biết đâu Chúa đã sai người đấy đến với bạn. Nhớ trân trọng những gì bạn đang có mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và câu chuyện thứ tư mình muốn chia sẻ nữa, đó là có một cặp đôi, người đàn ông thì là bố mẹ đều là người hầu vị Chúa, bố mẹ đều là người hầu vị Chúa, bố là mục sư, tức là con của anh này là con mục sư, và người tức là anh này là con trai của vợ chồng người hầu vị Chúa, và anh này có gia đình và điều kiện khá giả giàu có, tức là gia đình người hầu vị Chúa này có người con trai, người con, và cái gia đình này là người giàu có, nên là anh này là người rất là tuyệt vời. Và anh này bằng tuổi Lộc bây giờ, lúc đấy anh ấy vợ thì anh bằng tuổi Lộc bây giờ, tức là 25 tuổi, thì có một cô gái kia là kém anh ấy 1 tuổi, và mẹ và bố anh và bố mẹ của cô gái này, chỉ có cô gái này là con một đấy,
thì là hai người con một là lấy nhau. Đấy. Ông bà mục sư kia cũng chỉ có anh ấy là con một, thì đôi vợ chồng này cũng chỉ có cô gái này là con một, và đôi vợ chồng này là cũng là người làm công việc Chúa, không phải là người hầu việc Chúa giống như bố mẹ gia đình nhà trai, nhưng mà bố mẹ gia đình nhà trái à, nhưng mà bố mẹ gia đình nhà gái thì cũng là người tin kính Chúa và là người yêu mến Chúa lâu năm và làm công việc Chúa, làm công việc Chúa rồi, tham gia công việc vào cùng hội thánh rồi. Thì cái cặp đôi này khi đến yêu nhau ấy, tán tỉnh nhau, thì rất nhiều người khen ngợi, rất nhiều người ca ngợi và rất nhiều người gọi là khen, gọi khen đứt lưỡi đấy, bởi vì là gọi là uyên ương là đẹp đôi đấy, gọi muôn năm hậu đối đấy, rất là tốt, thì ai cũng khen, người nữ thì xinh đẹp, người trai thì tuyệt vời, và gia đình hai bên đều khá giả cả, rất là cân đối. Nhưng các bạn biết điều gì xảy ra? Lấy nhau hơn một năm thì chia tay, ly dị, ly hôn luôn, cắt đứt luôn. Thì thật ra các bạn biết rằng là không phải là con của mục sư thì đã là tốt đâu. Đấy, thì thật ra thì nó cũng có rất là nhiều hai người đều là người tốt cả, nhưng mà thực ra là cái bánh răng nó lại không khớp nhau. Thì nói thật với các bạn là như vậy, nó chỉ hơi chặt một tí thôi thì đã văng ra rồi. Thì gọi là cưới nhau được hơn một năm thì đâm ra là cái người mục sư đó đâm ra là có con ly hôn, đâm ra cái chức vụ của ông ấy không phát triển cao được, không phát triển ok được. Đấy, nói thẳng với các bạn là không phát triển ok đâu. Thì đúng là như vậy, thì chia sẻ với các bạn đó là các bạn đừng có nghĩ là anh này là con mục sư, anh này là người có tiếng tốt, nhiều người khác làm chứng người lời tốt, rồi cô này cũng là người tiếng tốt, nhưng mà kết nhau cưới hợp nó hai cái bánh răng nó lại không ăn khớp. Thế các bạn, không phải là cứ tiếng tốt thì là ăn khớp, không phải là cứ người theo đạo dòng, người theo đạo tốt thì là sẽ là tốt đâu, mà nó là hai người nó phải khớp với nhau nữa cơ. Cho nên là đôi khi là họ trân trọng cái mối quan hệ, nhưng mà thành trân trọng quá mà không biết rằng là cái người đó nó không phải là người của mình. Thì cho nên là đâm ra là cái cuộc hôn nhân nó tạo nên một cái tai tiếng rất là dở hơi. Thì đó là cái thứ tư. Thứ năm là mình muốn chia sẻ với các bạn là câu chuyện này rất là đau lòng. Đó là có người tu sĩ như mình, tức là cái ngày đấy là cái người đó mới là tu sĩ thôi, tức là thầy truyền đạo, là người hầu việc Chúa bán thời gian ấy, gọi là đúng cái ngôn ngữ nó hơi buồn cười, nhưng mà nó là người hầu việc Chúa bán thời gian. Thì thật ra là yêu với cô gái này, thì cô gái này cũng là người tin kính Chúa và gia đình cô cũng là người biết về Chúa và yêu Chúa và thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái gia đình của cô này thì nó lại rất là giàu có. Người nữ này lại, điều đáng buồn cho người nữ này là người nữ lại giàu hơn người trai. Và khi dẫn bạn trai của mình về ra mắt bố mẹ, thì bố mẹ hỏi là nhóm hội thánh nào rất là tốt, rồi có tiếng rất là tốt. Thế nhưng mà hỏi làm công việc gì, thì người đàn ông mới trả lời là con thì đi theo Chúa, đa phần là hầu việc Chúa, không làm ăn gì mấy, cho nên là không có tiền. Thì đâm ra là hỏi xong câu đấy phát, hỏi cái về cái nghề nghiệp phát, thế là xong luôn. Người nữ bị bố mẹ, người nữ bị bố mẹ gọi là cấm không quan hệ với người đàn ông nữa, bởi vì là nghèo quá thì nó lệch, nhà mình thì giàu mà lấy người chồng thì nghèo, mặc dù là người rất là tin kính Chúa. Và đến bây giờ cái người đàn ông này bây giờ là mục sư hầu việc Chúa rồi, nhưng vẫn sống cô đơn một mình, còn người nữ kia đã lấy một người chồng khác và cuộc sống thì Lộc không biết rõ là như thế nào. Nhưng mà khi mỗi lần mình Lộc nhìn cái người đàn ông này, cái người mục sư này, Lộc cảm thấy rất là thương anh ấy, bởi vì là nó tội nghiệp đó các bạn, nó tội nghiệp. Tình yêu không trọn vẹn nó cũng cái gì đó là tội nghiệp, nhưng mà không sao cả. Chúa nói là ai mà vì ta mà bỏ anh chị em, gia đình, vợ con, nhà cửa thì sau này sẽ nhận bội phần hơn trong nước trời, đúng không các bạn? Thì đó là một câu an ủi. Nhưng mà Lộc thấy anh ấy lúc nào cũng vui tươi, có thể là thời gian trôi qua thì anh ấy cũng tìm cho mình những người nữ mới. Rồi câu chuyện tiếp theo nữa, câu chuyện thứ mấy rồi nhỉ, 6 hay sao nhỉ? Câu chuyện tiếp theo nữa là một câu chuyện của hai người học trường Kinh Thánh. Có hai người, một nam một nữ, cùng học trường Kinh Thánh với nhau, yêu nhau được 3 năm rồi trong trường Kinh Thánh. Tức là trong trường Kinh Thánh họ qua lại rất là nhiều. Các bạn biết là những người đi học trường Kinh Thánh ấy, thì họ ăn ở luôn ở trường luôn, họ có về nhà đâu, trường là nhà luôn, đúng không? 3 năm đó gọi là 3 năm ở tu viện, đúng không? Thì là họ sinh hoạt trong đó. Và 3 năm đó họ yêu nhau. Các bạn biết là 3 năm họ yêu nhau,
Năm đầu thì có 4 năm học thì năm đầu không yêu, nhưng mà 3 năm sau mới yêu. Yêu nhau dài đằng đằng 3 năm. Sau khi học xong kết thúc được 2 năm, tức là cái khóa học kết thúc được 2 năm, ai về nhà đấy thì cái mối tình cảm nó đã trở lên rất là mạnh rồi. Yêu nhau đến 5 năm, gặp đến là yêu nhau 5 năm thì là cái tình cảm nó rất là sâu đậm rồi. Yêu nhau 5 năm thì hai người này chuẩn bị cưới nhau. Thì đến ngày cưới đã in giấy mời lên lịch gia đình nhà gái nhà trai, đã gặp mặt ra ngõ dạng mắt, tất cả mọi thứ ok hết rồi. Các mục sư cũng đặt vé máy bay rồi, là lên hành trình, lên lịch, lên chương trình để tổ chức đám cưới cho đôi tình nhân này, đôi nam nữ này, đôi nữ này. Thì hôm nay là ngày 23, ngày hôm sau là ngày 24 là ngày cưới. Thì cô gái gọi điện đến cho người nam và nói với người đàn ông rằng: anh ơi, chúng ta không nên cưới nhau, tạm thời hãy dừng lại, bởi vì em cầu nguyện với Chúa, em cảm thấy không bình an. Và cuối cùng là hôn sự đó bị bỏ, nhà trai nhà gái vẽ mặt, bởi vì cái cô gái đó không đồng ý lấy người đàn ông, và tất cả những vé máy bay, tất cả những chương trình, tất cả mọi kế hoạch đã bị hủy bục một phát. Đấy, có những số tiền đã bị mất oan vào đấy. Thì chia sẻ với các bạn, đó là một cái sự mình cảm thấy là đến bây giờ mình vẫn không hiểu. Và chính cái người đàn ông, cái người anh đó nói chuyện với, kể chuyện lại với là đến bây giờ tất cả đều không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra, và đến bây giờ họ vẫn không cưới nhau, và thậm chí họ cái không liên lạc với nhau, nó mối tình cảm này xa dần đi. Mình không hiểu luôn, mình không hiểu sao họ lại dám lôi danh Chúa. Em cầu nguyện với Chúa, em cảm thấy không bình an, dám lôi danh Chúa ra để nói rằng không, cảm thấy không bình an, hủy hôn nhân. Tức là mình cảm thấy nó cứ làm sao, ngày mai là cưới rồi mà hôm nay thì hủy. Thì đấy là một cái câu chuyện mình cảm thấy nó hơi bị phê tí. Rồi, câu chuyện thứ 7. Câu chuyện này rất là hay. Câu chuyện này là người mục sư kia có một đứa con gái rất là xinh, rất đẹp. Cái con gái này rất là yêu kiều và rất là tuyệt vời, có ăn có học, và người con gái này rất có giá, cao giá, xinh gái, rất đẹp. Tất cả những đàn ông trong hội thánh lao vào tán cô này dâm dô, cả tán kinh khủng lắm, yêu lắm, tuyệt vời lắm. Nhưng mà đến một ngày kia, có một người mới được dẫn đến để làm chứng và tin Chúa. Anh này tin Chúa thì đi nhóm hội thánh được khoảng tầm một vài tháng. Nhưng mà ngay lập tức tiếp cận được cái người con gái này ngay. Người con gái này là người có ảnh hưởng này, hay dẫn chương trình này, hay làm các chương trình nhảy múa hát ca, mà lại xinh gái này. Đâm ra anh này nhìn thấy là tiếp cận ngay, xong rồi biết là con gái mục sư này, anh này tán ngay. Và cô gái này yêu luôn. Và các bạn biết là yêu và ngay lập tức, chưa đầy một năm sau cưới luôn. Bởi vì một lý do là người đàn ông này là người có tiền và giàu có. Các bạn biết là mặc dù là cô gái này cũng phải là nghèo, không phải là nghèo quá, nhưng mà cô thấy trai giàu cô vẫn thích hơn những là những người không có tiền. Bởi vì cô rất là sợ là những người yêu mến Chúa, hầu về Chúa, những người tin kính Chúa trong hội thánh là đa phần là toàn là những thanh niên bình thường, không có gọi là tiếng tăm trong xã hội, không có ảnh hưởng trong xã hội, không có danh tiếng, có địa vị, không có quyền, không có tiền. Cho nên là cô ấy đã yêu luôn anh này. Và cuối cùng là khi cưới anh này thì bây giờ bao nhiêu năm nay Lộc thấy là đứa con gái thì lớn lắm rồi, cái anh chồng chả thấy đi nhóm nữa, mất tích. Nhưng mà Lộc nghĩ rằng là chắc là anh ấy vẫn còn đức tin với Chúa, vẫn còn tốt, và chị vẫn đi nhóm bình thường, vẫn là người bình thường, mặc dù là đã bỏ qua và để lại rất nhiều người đàn ông cô đơn chua xót nhìn chị đi lấy chồng. Nhưng không sao cả, Chúa có kế hoạch cho tất cả mọi từng người. Và cái cuối cùng mà Lộc chia sẻ đó là chính là cái bản thân của Lộc. Thì đến bây giờ thì Lộc lại rơi vào cái tình trạng mà các bạn biết là không có người yêu, chưa có một cái người nào mà Lộc tìm kiếm mà Lộc tán tỉnh mà nó đi đến một cái gọi là thực sự trở thành người yêu. Thì trước đây thì có người yêu rồi, nhưng mà cái thời kỳ đó đấy thì Lộc là lúc đó là Lộc còn trẻ quá, Lộc chưa có công ăn việc làm, chưa ổn định cuộc sống. Lúc đấy Lộc thật sự là cũng muốn lấy vợ, nhưng mà cũng sợ là lấy vợ thì cái về cái vấn đề tài chính đó, và chính trị, tức là lúc đó mình còn ngố, mình tù, mình không dám lấy vợ đấy. Thầy mục sư có nói mình, thầy có nói mình đó là nếu như bây giờ con lấy vợ đấy thì
con còn trẻ con, xong lại đẻ ra đứa trẻ con, thì hai thằng trẻ con, thằng nào dạy thằng nào. Thế con nói một cái câu rất buồn cười lại, tức là con chưa trưởng thành, con vẫn còn cái tính trẻ con. Thế xong con lấy một cô vợ cũng trẻ con, thế xong là con hai đứa lại đẻ ra đứa trẻ con, thế thì nhà toàn là trẻ con thì trẻ con dạy trẻ con làm sao được. Cho nên là Lộc nghe câu đó của thầy là cũng cân nhắc. Cái thứ hai là lúc đó là không có công ăn việc làm, đấy, chưa bước ra đời, nó còn đi học, còn là sinh viên ở trường cao đẳng nghề, làm sao mà có được như bây giờ, chính chàng như bây giờ. Nên lâm ra ngày đấy Lộc không dám kết hôn. Thì Lộc có nhắn tin với cô ấy là chúng ta từ từ ăn kết hôn, rồi là chúng ta sẽ học hành tiếp một thời gian nữa, rồi là ổn định tình hình tài chính kinh tế này khác. Thế nhưng mà khi mình nói với cô ấy như thế, cô ấy tưởng là mình yêu người khác, cô nghĩ là mình, cô nghĩ là mình hết yêu cô ấy rồi, mình lấy lý do đó mình nói. Thế là cô ấy đùng một phát, chưa đầy nửa năm sau cô ấy cưới một người khác. Đấy, cưới một người khác thì từ đó đến bây giờ là không còn yêu ai nữa và không có ai yêu mình nữa. Thì đó để chia sẻ với các bạn, nó rơi vào cái tình trạng đó. Mà bây giờ đến bây giờ thì mẹ Lộc thấy là cuộc sống nó ok ổn định rồi thì lại không có người yêu để lấy vợ đấy. Thì mẹ Lộc có nói là cứ chọn đại một người, cưới cho có vợ cũng được con ạ. Bây giờ thực ra thì các mẹ Lộc rất là khát khao có con dâu, nhưng mà thực ra thì Lộc hiểu Lộc còn khát khao có vợ hơn là bà ấy. Nhưng mà tất cả Lộc chỉ muốn nói với mẹ một câu này: mọi việc theo ý Chúa, tất cả là do trời định. Mẹ Lộc thì biết về Chúa nhưng mà không đi nhóm, đâm ra Lộc nói nó không được, Lộc nói nó không được hết lời. Đâm ra Lộc chỉ nói là tất cả theo ý Chúa, tất cả là trời đã định. Thì Lộc cũng nói với mẹ như vậy. Thì về sau thì có một số cục khạc giữa hai mẹ con về vấn đề hôn nhân, mẹ Lộc cứ nhắc lại những cái chuyện tình yêu cũ của Lộc với những cái cô gái trước. Lộc đã rất buồn rồi nhưng mà lại cứ có người suốt ngày nhắc lại những cái cuộc tình không hoàn thành. Lúc nào Lộc rất là cảm thấy rất là bực, nhưng mà bây giờ chẳng biết là sao cả. Thì anh chỉ biết cầu nguyện Chúa thôi. Nhưng mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn cái mục đích ở đây của cái video này, nó sẽ kết ở đây. Đó là các bạn là những người trẻ xem những video này thì Lộc tin chắc là các bạn đang có những cái vấn đề hôn nhân hay là tình yêu. Lộc muốn đưa cho các bạn cái lời khuyên, đó là cũng như là cái lẽ đạo của Chúa, thì đó là chúng ta hãy tin cậy vào Chúa. Hãy luôn hỏi mình là hôm nay con còn tin Chúa hay không? Giờ phút này con còn tin Chúa hay không? Nếu như con tin Ngài thì hãy tin vào kế hoạch của Ngài. Nếu như con tin Ngài, hãy tin vào sự định đoạt của Ngài. Hãy tin vào kế hoạch của Chúa, gọi là sự định mệnh của Ngài đấy. Hãy tin vào định mệnh của Chúa. Hãy tin vào kế hoạch mà Đức Trời đã có trước khi chúng ta được sinh ra, trước khi thế gian và chúng ta được sinh ra, Chúa đã có kế hoạch cho chúng ta rồi. Đức Chúa Trời không tạo chúng ta ra và không chăm sóc chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn quan phòng, luôn luôn chăm sóc. Và hãy luôn hỏi rằng chúng ta còn tin vào Ngài hay không. Nếu các bạn thật sự tin Chúa thì sẽ chờ đợi được Ngài, sẽ chờ đợi đến kỳ của Chúa. Mọi vật dưới đất đều có kỳ của nó, có kỳ sinh, có kỳ nở, có kỳ sinh ra, có kỳ chết đi, có kỳ vui, có kỳ buồn, có kỳ hạnh phúc. Và cuối cùng là các bạn đừng lấy điều đó là không có người yêu làm buồn, và lấy cái việc có người yêu tôi sẽ hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ như vậy.